Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Nhật ký thành thần của ta của tác giả Đại Lực Bảo. Tập 68. Chương 671, bị lừa rồi, 1. Lúc này so với Mạc Lĩnh Thành vào 10 năm trước, có thể nói là khác biệt như ngày với đêm. Đường đi dơ giấy bẩn thỉu trong ấn tượng mất đi, lúc này rực rỡ hẳn lên, trâu cày ngựa kéo xe lúc này cũng không thấy bóng dáng. Qua náo nhiệt, hôm nay cũng náo nhiệt, chỉ bất quá phương thức náo nhiệt đã thay đổi. Diện mạo cùng tinh thần mỗi người có nhiều thay đổi, dường như gió xuân lướt qua, tỏa ra đầy sinh cơ. Mà mị lực cải biến này khiến cho mỗi người mỗi lần gặp nhau đều có thể cảm giác được sự mới lạ. Cảm giác mới lạ không phải thứ khiến cuộc sống trở nên thú vị hơn sao? Ở mấy thành thị khác không chịu thay đổi, không khí ở đó trở nên trầm lặng, thiếu khuyết sinh cơ. Đạo lý giống với câu nói không tiến thì lùi. Vừa đi Á Sơn vừa thấp giọng giải thích, Duy Lão Đại, Mạc Lĩnh Thành là tòa thành thị được cải tạo đầu tiên, tạm thời với tư cách đại bản doanh của Càng Tinh Không. Vì vậy ngài thấy ở đây thay đổi rất nhiều, mà mấy thành thị ở chỗ khác tựa cũng không thay đổi nhiều như vậy. Nhìn những chiếc xe vận tải trước mắt này, đại đa số đều thuộc quyền sở hữu của thương hội tư nhân, dùng để vận chuyển hàng hóa đấy. Trước mắt tuyệt đại đa số là sản phẩm linh lực, vẫn đang ở trong giai đoạn nâng cao sức sản xuất, còn chưa chính thức mở rộng đến vạn hộ. Để muốn đạt thành mục đích, để cho sản phẩm linh năng phổ cập đến vạn hộ, cần phải thay đổi kết cấu xã hội, chuyện này cần khoảng 5 năm. Tô Hạo một đường mỉm cười, nghe vậy trả lời, rất tốt, không vội. Bên ngoài nội thành có rất nhiều tu sĩ, đều là người của đối phương sao? Á Sơn nói, không nhất định, nhưng phe chúng ta không có tu sĩ, như vậy cũng dễ làm. Ở các nơi dạo qua một vòng, nhìn cảnh vật xung quanh thay đổi, Tô Hạo nói, đi thôi, trước đem người chiếm đất của chúng ta đuổi đi, dù sao bọn họ cũng rửa sạch cổ rồi. Á Sơn đáng tiếc nói, đáng tiếc học viên của chúng ta vẫn chưa sẵn sàng, nếu không có thể cho bọn họ ra quân rồi. Tô Hạo nói, mấy chuyện đánh đánh giết giết này, cũng đừng nhớ thương mấy học viên kia, giá trị nghiên cứu của bọn họ lớn hơn sức chiến đấu nhiều. Cũng không cần người khác, chỉ cần hai người chúng ta, có thể đem tu sĩ nguyên một châu giết chết không còn. Liền lúc này đây, phóng tay mà làm, giết cho máu chảy thành sông, đem toàn bộ tiên môn dám đưa tay ra, chặt dụng. Lần nữa có thể chiến đấu cùng Duy Lão Đại, huyết dịch của Á Sơn sôi trào, kim cương giáp trên thân nhịn không được lúc ẩn lúc hiện. Từ 6-7 năm trước, Tô Hạo đã cho Á Sơn tiến hóa lên dị nhân cấp 7 mệnh tử, đoạn thời gian trước 10 tu sĩ hợp thể đấu với Á Sơn, còn tưởng rằng đối mặt với đạo tặc thủy tinh. Sợ tới mức tè ra quần, suýt nữa hốt hoảng chạy đi, về sau liền chết đánh cược một lần, phát hiện tên đạo tặc thủy tinh này không giống trong lời đồn, mới dám cùng Á Sơn đại chiến một trận. Sau khi đem Á Sơn đánh chạy, hơn 10, tu sĩ hợp thể tụ lại cảm thán, đạo tặc thủy tinh quả nhiên lợi hại. Chúng ta hợp lực lại, vậy mà chỉ có thể quần lui quần tới, lưu lại không được hắn. Bọn hắn cũng cho rằng, tin đồn là sai sự thực, đạo tặc thủy tinh cũng không vô địch như trong tưởng tượng, nếu bố trí kỹ hơn, còn có thể chiến thắng. Bọn họ cũng chuẩn bị một kế hoạch tuyệt hảo để chu sát đạo tặc thủy tinh, chỉ chờ đạo tặc thủy tinh lần nữa tới cửa, sẽ vĩnh viễn trừ đi hậu họa. Tô Hạo khẽ cười một tiếng, vừa đi vừa biến thân thành mệnh tử, bỏ qua ánh mắt hoảng sợ của đám người xung quanh. Nói, trước đem người trong tổng bộ dọn dẹp, sau đó ngươi từ hướng đông, ta hướng nam, một tên cũng không để lại. Á Sơn cũng không nhẫn nại nữa, đồng dạng biến thân thành mệnh tử, đưa bàn tay ra, liền từ trong chữ vật không gian lấy ra một thanh đao pháp khí, cầm trong tay đùa nghịch. Bị Tô Hạo ảnh hưởng, hắn cũng thích cầm đao chém người khác. Duy Lão Đại, ta đi trước một bước. Á Sơn nhắm mắt lại, định vị tổng bộ thương hội kích hoạt phù văn hạch tâm ném ra mô đun không gian xúc tu tinh thần mô phỏng dao động mở cổng không gian dịch chuyển. Khi hắn làm xong hết thảy, cũng đã trôi qua 7-8 giây, thời điểm hắn truyền tống tới vị trí chỉ định. Đã phát hiện Duy Lão Đại nhà mình nhẹ nhàng đứng trên không trung, khống chế trăm thanh phi kiếm đại khai sát giới tứ phương. Á Sơn vội vàng la lên, Duy Lão Đại, cho ta một tên. Một tên địch nhân cũng không giết được. Vậy còn gọi gì là chiến đấu cùng Duy Lão Đại? Tối đa nhiều nhất gọi là xem Duy Lão Đại chiến đấu. Tu sĩ đóng quân tại tổng bộ,
ngoài trừ dẫn khí cảnh ra thì cảnh giới nào cũng có, bao gồm cả ba gã tu sĩ hợp thể, nhưng bất kể đối phương ở cảnh giới gì, chỉ cần bị phi kiếm của Tô Hạo nhắm trúng, vòng bảo hộ trên thân cơ hồ đều bị phá, sau đó bị một kiếm bêu đầu rồi chết. Hôm nay Tô Hạo chém giết hợp thể đã không khác gì giết gà, không cần tốn quá nhiều công sức. Tô Hạo thấy Á Sơn đến, liền không quan tâm những tên tu sĩ nguyên anh hỗn tạp kia, ngược lại tập trung vào ba gã hợp thể, dịch chuyển biến mất. Chương 672, bị lừa rồi, 2. Thời điểm ba gã tu sĩ hợp thể phát hiện Tô Hạo, cũng không lỗ mãng lao lên quyết đấu, mà liếc mắt nhìn nhau, một tên tu sĩ áo vàng trong đó khẽ nói, trước đi gọi người, rồi sau đó phi độn chạy đi. Ba người bọn họ cũng không hề lo lắng đạo tặc thủy tinh sẽ đuổi theo, căn cứ tình hình chiến đấu lúc trước, chỉ cần ở phía sau lưng sử dụng nhiều thuật pháp làm chướng ngại, liền có thể thuận lợi đào thoát. Đạo tặc thủy tinh, hữu danh vô thực. Thời điểm ba người cho rằng mình có thể dễ dàng đào thoát, ở phía trước không xa đột ngột xuất hiện một tên cự nhân mặc áo giáp thủy tinh cao gần 4 mét, không phải đạo tặc thủy tinh thì là ai? Trong nháy mắt nhìn thấy đạo tặc thủy tinh, trong đầu ba người lập tức có cảm giác không đúng, sao bộ áo giáp này không giống với bộ lần trước, còn có thể thay như quần áo bình thường sao? Không để cho bọn họ suy nghĩ quá nhiều, chỉ thấy đạo tặc thủy tinh kia làm ra một trận bàn hình tròn to như cái chậu rửa mặt. Ánh sáng màu đỏ kết hợp với màu xanh lập lòe, mắt thấy sắp chiếu vào người. Da đầu ba người lập tức run lên, sự lợi hại của đạo thuật pháp này bọn họ đã từng chứng kiến được. Có thể nói là đáng sợ đến cực điểm, bất luận kẻ nào bị chiếu vào, lập tức sẽ ngã trên mặt đất, mặc người chém giết, không thể bị chiếu, tránh. Ba người thi triển thủ đoạn, các loại thuật pháp né tránh được sử dụng ra khiến người ngoài nhìn vào còn hoa mắt, không phân rõ chân thân ở nơi nào. Tô Hạo chiếu hai cái, cũng không trúng ai, không khỏi nói, còn rất trơn. Sau đó hắn đem trận bàn thu hồi lại, cầm ra một thanh đao dài, kim quang lóe lên, vung đao. Dịch chuyển. 3. Phốc. Một cái đầu mang theo biểu cảm khó tin bay lên, lúc nào xuất hiện bên cạnh ta. Kinh khủng nhất là, vô số vòng bảo hộ trên thân, vậy mà cũng không né được. Còn hai gã tu sĩ hợp thể thấy vậy, sợ tới mới nổi đầy da gà, không hề loè loạt múa máy để né, mà hướng một phía thẳng tắp bay đi, vừa bay vừa bố trí thuật pháp ở phía sau lưng. Trong lòng tràn đầy kinh hãi gần chết, cái tên đạo tặc thủy tinh này sao không giống lúc trước vậy? Mà tên tu sĩ hợp thể này dường như đã hiểu ra điều gì, bất đắc dĩ khởi động tự bạo, giữ lại tôn nghiêm cuối cùng của tu sĩ hợp thể. Sau một khắc, miệng cùng mắt đầu lâu hiện lên ánh sáng, dấu hiệu sắp tự bạo. Tia chớp cấp 2 phút, giặc giặc, oành. Một đạo ánh sáng xanh chói mắt hiện lên, đánh vào phía đầu lâu, lấy xu thế cứng rắn ngắt lại tự bạo. Tô Hạo đưa tay ra, cầm đầu tu sĩ trên tay, huyết khí dũng mãnh đưa vào. Đem ý thức tu sĩ hợp thể kéo vào trong quả cầu không gian, sau đó thả tay ra, duỗi ra một ngón tay vàng, điểm ở trên đầu tu sĩ. Phành! Một tiếng trầm đục vang lên, đầu lâu nổ tung, không còn bóng dáng. Mà Tô Hạo quay đầu nhìn về phía hai gã tu sĩ hợp thể, nói khẽ, cho nên nói, pháp khí trận bàn gì gì đó, đâu có tác dụng với thanh đao trong tay mình. Vung đao dịch chuyển. Phốc! Giết người, vẫn là dùng đao phù hợp hơn. Cầm trường đao sắc bén trên tay, có thể chảm hết kẻ địch. Tia chớp cấp 2 phút, giặc giặc. Sau khi cắt ngang quá trình tự bạo, Tô Hạo cầm lấy đầu lâu, bắt đầu lưu trữ ý thức, sau đó điểm một cái. Giết một tên tu sĩ hợp thể không biết sống bao nhiêu năm, chính là đơn giản như vậy. Một tên cuối cùng, Tô Hạo đưa ánh mắt nhìn lại. Tên tu sĩ hợp thể này dường như cũng đã nhận ra điều gì, trong lúc nhất thời toàn thân phát lạnh, dường như bị một nỗi sợ hãi cực lớn bao phủ, trong lòng đều là tuyệt vọng. Vì sao lại như vậy? Đạo tặc thủy tinh không thể cường đại như thế. Đến cùng xảy ra chuyện gì vậy? Nghĩ đến địch nhân lần này như người khác, một suy nghĩ vớ vẩn xuất hiện trong đầu. Hắn, chẳng lẽ, có hai đạo tặc thủy tinh? Đúng lúc này, một thân ảnh cao lớn xuất hiện trước mặt của hắn. Cùng một thời gian, tầm nhìn của hắn không tự chủ phóng lên cao. Hắn thầm nói, ta tự tìm đường chết. Không thể sống được nữa. Cho tới giờ phút này, hắn mới nhìn rõ hình dạng của đạo tặc thủy tinh trước mắt, cũng nhận ra một điều, đạo tặc thủy tinh ở trong truyền thuyết chính là kẻ trước mắt. Người mà chúng ta chống lại trước đây là hàng giả, bị lừa rồi.
Các bạn đang nghe chuyện Nhật ký thành thần của ta của tác giả Đại Lực Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 673, trước đập, sau xây, 1. Thời điểm Tô Hạo trở lại tổng bộ thương hội, phát hiện Á Sơn đã đem tôm cá hỗn tạp rửa sạch sẽ, liền nói, kế tiếp rửa sạch phía ngoài thành, ngươi xưởng đông ta xưởng nam. Á Sơn đáp ứng một tiếng, lập tức bay lên không trung hóa thành một đạo lưu quang bay đi, còn về phần sử dụng dịch chuyển, hắn bay còn nhanh hơn. Qua chuyện này, khiến hắn càng trở nên quyết tâm về luyện tập năng lực dịch chuyển này, nếu không thì cũng chỉ có thể dùng trong lúc bình thường, còn đánh nhau tốn mất 10 giây. Còn tác dụng gì chứ? Mà Tô Hạo thoáng cái xuất hiện bên trong nhà xưởng, nơi này đều dùng ván gỗ để dựng đấy, thoạt nhìn vô cùng chắc chắn. Tuy rằng mấy năm gần đây công nghệ luyện kim phát triển, nhưng bởi vì hạn chế của nguyên vật liệu, sản lượng của các loại kim loại có hạn, vì vậy vẫn còn ít thấy đấy. Mà trong nhà xưởng vẫn liên tục vận chuyển ngày đêm, các loại máy móc bên trong chạy ầm ầm, phát ra tiếng kêu ầm ĩ. Tuy mấy đại tiên môn sau khi chiếm được nhà xưởng đem nhân viên quản lý chém sạch, nhưng chỉ yên tĩnh được một ngày, ngày sau liền an bài công nhân đi làm việc như bình thường. Đem máy móc lần nữa khởi động, đồng thời an bài các loại đại sư luyện khí cùng trận pháp sư phân tích nguyên lý vận hành, trọng điểm tập trung vào thủy lợi hóa linh trạm. Hiển nhiên, bọn hắn đã coi những máy móc này thành sản nghiệp của tiên môn nhà mình. Bất quá công tác phân tích ngay từ đầu đã gặp vấn đề rất lớn, bọn hắn cho dù làm thế nào cũng không hiểu vì sao trục xoay tròn, linh lực lại được sinh ra. Không hiểu, cảm thấy vô cùng thần kỳ, vì vậy nhịn không được kéo mặt mo đi hỏi mấy phàm nhân kia. Sau khi hỏi xong, phát hiện những tên công tượng này cũng không biết vì sao, bọn họ chỉ biết làm, còn vì sao được như vậy thì không biết. Bọn hắn đột nhiên có chút hối hận khi vừa tiến vào đã giết sạch người, sớm biết như vậy để lại vài người moi ra tin tức. Tô Hạo vung tay lên, 100 thanh phi đao từ trong túi chữ vật bay ra, sau đó lao vào bên trong nhà xưởng, chuyên môn nhắm vào tu sĩ. Chỉ chốc lát sau, 30 tên tu sĩ ở trong xưởng bị kinh động, nhao nhao bay lên không trung quan sát tình huống, nhưng còn chưa kịp hiểu rõ chuyện gì phát sinh, đầu thân liền cách biệt, ngã xuống trên mặt đất. Vẻn vẹn chỉ trong nháy mắt, tất cả tu sĩ ở đây đã bị giết chết. Chờ giây lát, Á Sơn bay tới đứng bên cạnh Tô Hạo nói, Duy lão đại, đã xử lý xong. Chúng ta tới thành thị kế tiếp. Tô Hạo nói, mấy tên canh giữ nhà xưởng, chỉ là chút tôm cá nhãi nhép, giết cũng vô dụng. Ngươi biết đại bản doanh của bọn họ ở nơi nào không? Á Sơn gật đầu nói, biết. Tô Hạo nói thẳng, vậy thì đi thôi. Duy lão đại trực tiếp muốn giết vào tiên môn của đối phương sao? Tuy rằng khó hiểu, nhưng Á Sơn cũng không hỏi nhiều, đáp ứng một tiếng, nhắm mắt tạo kết cấu không gian, mấy giây sau truyền tống biến mất. Hắn sớm ở bên ngoài đại bản doanh của tất cả đại tiên môn chôn định vị thạch, tùy thời có thể xuất hiện. Rất nhanh Tô Hạo nhận được tin tức của Á Sơn, Duy lão đại, ta đã đến. Hắn lóe lên, xuất hiện ở bên cạnh Á Sơn, quay đầu nhìn lại, không khỏi kinh ngạc nói, ồ, nơi đây không phải Nguyên Túc Tam Hợp Phong sao? Á Sơn gật đầu nói, không sai, vậy từ Nguyên Túc Tam Hợp Phong bắt đầu đi. Nói xong, kim cương giáp dưới chân Tô Hạo bắt đầu khởi động, phù văn bộc phát tầng tầng xuất hiện, lan ra vô số, dần dần dựng thành một quả bóng tròn. Làm cho Á Sơn tuy thấy đẹp mắt nhưng cũng phải biến sắc, Duy lão đại, ngài muốn sang bằng Nguyên Túc Tam Hợp Phong. Tô Hạo bình tĩnh nói, không chỉ có Nguyên Túc Tam Hợp Phong, tất cả tiên môn tham dự đều có phần. Mục đích cũng không phải chỉ là giết người đơn thuần, mà là uy hiếp, công nghiệp chỉ vừa mới phát triển, làm sao có thể để cho bọn họ ngăn cản. Vừa vặn ra tay tàn nhẫn, để cho mọi người nhớ thật lâu, đưa vẻ cao cao tại thượng của bọn họ đánh xuống, nghiền ép tôn nghiêm của bọn họ. Nếu như nền công nghiệp triệt để phát triển, thời điểm chuẩn bị hái trái, những tiên môn này lại chạy đến ngây sự, vậy tổn thất thật quá lớn. Không cần hoài nghi lực phá hoại của tu sĩ hợp thể, nền công nghiệp yếu ớt mới nhú này không cách nào chống cự. Sách lược của Tô Hạo chính là trước hủy sau xây. Tựa giống như việc mở đường trên núi, tới núi mở đường, gặp sông bắt cầu, không liên quan gì đến nhau. Hơn 10 phút sau, một quả 1.200 bạo được tạo ra, nó có đường kích 67m, Tô Hạo chậm rãi hướng vào đó đưa linh lực áp xúc cao. Sở dĩ Tô Hạo chỉ tạo một quả 1.200 bạo mà không phải lớn hơn là vì Tô Hạo muốn tiết kiệm linh lực, miễn cho mấy tiên môn khác lại ganh tị vì mình bị ít hơn. Nhưng mà cũng không nên xem thường quả 1.200 bạo này,
Dưới một thân linh lực nồng độ cao của Tô Hạo, uy lực của nó mạnh hơn 2.000 bạo trước đây gấp trăm lần. Chương 674, trước đập, sau xây, 2. Chỉ một quả 1.200 bạo nổ tung cũng đủ để phá hủy cả dãy núi Nguyên Túc Tam Hợp Phong. Dù cho không nổ chết tu sĩ Nguyên Anh cùng hợp thể, nhưng sau vụ nổ, Tô Hạo cùng Á Sơn có thể phân biệt đuổi theo giết là được. Rất nhanh, quả bom này tràn đầy linh lực, kim quang lóng lánh, đã không còn nhìn rõ diện mạo cụ thể. Tô Hạo đặt tay lên quả bom, radar tỏa ra, kết cấu của Nguyên Túc Tam Hợp Phong đặt vào trong mắt, rất nhanh tập trung vào vị trí trung tâm, chính là ngọn núi trung tâm của dãy núi. Mô đun không gian xuất hiện, sau đó nhẹ nhàng đưa tay đẩy, cả quả bom to đùng biến mất không thấy đâu, lần nữa xuất hiện ở trong Nguyên Túc Tam Hợp Phong. Ý niệm trong đầu Tô Hạo khẽ động, phát nổ quả bom. Cả thiên địa sáng lên, như mặt trời lặn xuống, mắt hai người toàn là một màu trắng xóa, ngay sau đó thiên địa lắc lư. Trái tim thiếu chút nữa ngừng nửa nhịp, một cảm giác tê dại từ da đầu chạy dọc sống lưng. Sóng xung kích cường đại tỏa ra, mà ngọn núi trung tâm đã bị chấn nát, hóa thành bột vụn, vô số đất đá mang theo lực xung kích tỏa ra, tạo thành sát thành như quả bom gai. Theo sau đó là ngọn núi ở phía xa, bị ánh sáng màu trắng bao phủ, tất cả tu sĩ ở trên ngọn núi đó liền biến mất không thấy đâu nữa. Một ngọn núi khác lại đổ vỡ xuống mặt đất, vô luận vật gì, ở trước cỗ năng lượng hủy diệt này, đều lộ ra vẻ bất lực. Rất nhiều tu sĩ còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, tư duy vĩnh viễn chìm trong một màn trắng xóa. Bùn đất dưới mặt đất Nguyên Túc Tam Hợp Phong xoay tròn, một tầng chồng một tầng, đem tất cả loại trận pháp phá hủy, cuối cùng đến cả đại trận hộ sơn của Tam Hợp Phong cũng không chút nào chịu nổi. Sau một khắc, ngọn núi quanh năm tràn đầy sương mù tản ra. Ô! Một vòng sóng xung kích rất nhanh lao tới trước người hai người Tô Hạo cùng Á Sơn, lực lượng khổng lồ kèm theo nhiều đất đá, va chạm lên thân hai người, phát ra tiếng kêu đinh đinh đàng đàng vui tai. Nhưng mà, hai người vẫn đứng nguyên một chỗ, sừng sững bất động. Oành! Một tiếng nổ cực lớn lúc này mới truyền tới, liên miên không dứt, thật lâu mới biến mất. Cho dù hai người bọn họ đã sớm dùng áo giáp phong bế lỗ tai, nhưng mà âm thanh vẫn từ các tế bào trên thân thể truyền lên trên đầu, nổ vang không ngừng. Á Sơn nghẹn họng nhìn chân chối, lẩm bẩm nói, quá mạnh mẽ, hình như ta cũng có thể làm được. Chờ sóng xung kích triệt để biến mất, Tô Hạo nói, tiên môn tiếp theo, ngươi có thể thử, trước tới xem tình huống thế nào đã. Hai người hóa thành độn quang bay lên trên Tam Hợp Phong, từ trên không nhìn xuống, Tam Hợp Phong không còn hình dạng ba ngọn núi hợp lại nữa rồi. Nguyên bản ba ngọn núi chứa đầy tiên khí, lúc này đây như bị thiên thạch oanh kích, vô số bùn đất tản ra ngoài, để lại một cái hố trời thật lớn. Á Sơn nhìn cái hồ mới được tạo ra, lần nữa đổi mới tư duy nhận thức về Duy Lão Đại. Con người có thể đạt tới trình độ này sao? Mấu chốt là, Á Sơn hắn tựa hồ cũng có thể làm được. Hắn giống như nằm mơ, đối với một thân sức mạnh của mình, cảm giác có chút khó tin. Gia Đa Tô Hạo cảm giác được có vài con cá lọt lưới, nhưng phản ứng ảm đạm, liền đem Á Sơn bừng tỉnh, còn có vài con cá lọt lưới, chúng ta mau đi xử lý, còn có rất nhiều tiên môn, tranh thủ trong vòng 3 ngày giải quyết hết. Nói xong lóe lên biến mất, trường đao trong tay bổ xuống như máy móc, như chém cỏ dại bên đường. Á Sơn hít sâu một hơi, cũng vung vẩy trường đao gia nhập công cuộc gặt lúa, lưỡi đao sắc bén, một đao chí mạng, đám tu sĩ còn chưa kịp phản ứng, đã trầm luân vào bóng tối. Sinh mệnh a, chính là như vậy, có đôi khi vô cùng mạnh mẽ, có đôi khi lại đặc biệt yếu đuối, cuối cùng cũng sẽ chết. Bị giết chết, bị bệnh chết, chết ngoài ý muốn, bị địch nhân chém chết, bị tự nhiên giết chết, bị thời gian giết chết. Như thế nào mới thoát khỏi vận mệnh bị giết đây? Như thế nào mới có thể không chết? Á Sơn một bên chém xuống, cảm thụ sinh mệnh yếu đuối, một bên tự hỏi về vấn đề triết học này. Sau khi kết thúc, Tô Hạo thấy hắn không tập trung, thuận miệng hỏi, Á Sơn, ngươi đang nghĩ gì vậy? Á Sơn chỉ thi thể tàn phế trên mặt đất, Duy Lão Đại, ta đang suy nghĩ, sinh mệnh yếu ớt như vậy, làm sao mới không bị chết? Tô Hạo khẽ cười nói, câu trả lời của đáp án này, ta cũng muốn biết. Tô Hạo bay lên, lần nữa nhìn nơi bị hủy diệt này, trong lòng cũng không có quá nhiều gợn sóng. Bây giờ nhìn thì tàn tạ, nhưng mà theo thời gian trôi qua, tương lai nói không chừng đây sẽ là một cái hồ tuyệt hảo thì sao? Nhân loại yếu ớt, nhưng không có nghĩa tự nhiên cũng vậy. Đi thôi,
Á Sơn, đi tiên môn tiếp theo. Nếu như ngươi muốn thử, vậy thì cho ngươi thử chút. Kết cấu quả bom ta đã đưa tới, ngươi trước có thể làm quen một chút. Các bạn đang nghe chuyện nhật ký thành thần của ta của tác giả Đại Lực Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 675, đây là thứ gì? 1. Á Sơn lúc này rất thông minh, nửa nay sau liền biết cách chế tạo một quả bom như thế nào. Bất quá hơi tốn nhiều thời gian một chút, một quả 1.200 bạo hắn tốn gần 2 tiếng, hơn nữa thể tích so với Tô Hạo cũng không cùng đẳng cấp. Bất quá, chỉ cần đưa linh lực cao đoạn vào, uy lực sẽ không kém cỏi. Hôm nay thoáng cái, hắn vừa học thêm một kỹ năng mới là đánh bom phát nổ. Tương lai có nhiệm vụ phá hủy, liền không cần Duy Lão Đại tự mình xuất thủ. Thời điểm Á Sơn đưa vào linh lực, Tô Hạo liền đề phòng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ở phía xa né tránh. Đây cũng không phải chuyện để giỡn, nếu Á Sơn không cẩn thận run tay, thì quả bom cực lớn này đủ đem hai người chuyển sinh. Mà Á Sơn cũng lộ ra sự cẩn thận của mình, kinh hồn bạt vía, quá trình đưa linh lực vào trong đều ở trong trạng thái căng thẳng. Mãi cho đến khi bổ sung năng lượng hoàn tất, Á Sơn mới dám thả tay ra, thở dài một hơi. Lúc này một quả trứng gà có đường kích khoảng 10 thước đang tản ra ánh sáng kim quang chói mắt, giống như một kiện chân bảo vô cùng quý hiếm. Hắn nhìn kiệt tác của mình, hài lòng nở ra nụ cười, lẩm bẩm nói, lục hành hóa kim môn, cho ta xem, nên đem bảo bối này tặng cho. Các ngươi ở đâu? Rất nhanh hắn liền tìm ra một vị trí tuyệt diệu, chính là đỉnh ngọn núi chính giữa. Trải qua 20 giây chuẩn bị, Á Sơn học theo bộ dạng của Tô Hạo, đưa chân đạp quả bom đi. Quả bom nhanh chóng biến mất tại chỗ, chuẩn xác xuất hiện ở trên đỉnh núi lục hành hóa kim môn. Ý niệm trong đầu khẽ động, kích hoạt quả bom. 6. Ánh sáng tỏa ra, sóng xung kích lao ra ngoài, đại bản doanh lục hành hóa kim môn trở nên giống với nguyên túc tam hợp phong, chỉ có điều cái hố ở đây nhỏ hơn một chút. Sau đó hai người xuất hiện, đem những người tàn tật còn lại tiễn đưa đi, sau đó chạy tới tiên môn tiếp theo. Á Sơn lần nữa lâm vào vẻ ngây ngốc, khó tin bản thân còn có thể làm tới trình độ này, nhìn trong cơ thể tràn trề sức mạnh, khiến hắn càng thêm an toàn. Tô Hạo nói, Á Sơn, tỉnh lại, những thứ sức mạnh này đều chỉ là hư ảo, cũng không thật sự thuộc về ngươi, ngươi chỉ có quyền sử dụng, không có quyền nắm giữ. Á Sơn mông bức nói, ha ha. Tô Hạo nói, cái gọi là linh lực cũng chỉ là công cụ của chúng ta. Linh lực càng lợi hại thì sao, tối đa nhiều nhất cũng chỉ phá hủy được một hành tinh mà thôi, mà hành tinh này ở trong vũ trụ cũng chỉ là một hạt cát nhỏ. Hết thảy đều hư ảo. Tuy ngươi quả thật hủy diệt được một tiên môn, rất giỏi đấy. Nhưng cũng chỉ vậy thôi, linh lực cũng theo đó mà tản, không thuộc về ngươi. Vì vậy, cũng không thể trầm mê vào sức mạnh mà linh lực mang lại, theo thời gian sẽ mất đi, loại lực lượng cường đại này cuối cùng cũng chỉ là hư vô. Lấy tri thức của bản thân mới là chuyện chúng ta nên làm, tri thức học được sẽ thuộc về ngươi, chỉ cần ngươi còn sống, tất cả vấn đề trong vũ trụ này, không có thứ gì tri thức không giải quyết được. Thể xác cùng tinh thần Á Sơn chấn động, một tia sáng xuyên qua đại não, trong nháy mắt tu duy trở nên rõ ràng, trong lòng như tìm được ngọn nguồn của sức mạnh là Duy Lão Đại. Chuẩn xác mà nói, chính là tri thức mà Duy Lão Đại nắm giữ được. Hắn rất nhanh thoát khỏi tình cảnh sùng bái với sức mạnh, ngược lại đem loại cảm giác sùng bái này chuyển vào trên thân Tô Hạo, đây chính là kính ngưỡng của học cặn bã đối với học bá. Trong lòng Á Sơn hiện lên thiên ngôn vạn ngữ, vậy mà không tìm được từ nào để biểu đạt sự ngưu bức của Duy Lão Đại. Có lẽ, thần linh vĩ đại nhất vũ trụ cũng không phải nắm giữ bao nhiêu lực lượng cường đại, mà là nắm giữ bao nhiêu tri thức. Á Sơn suy nghĩ lung tung, tựa hồ đã hiểu rõ điều gì đó, nắm giữ được một thứ hư vô mờ mịt, thuận theo cảm giác này, rất nghiêm túc đáp lại, Duy Lão Đại. Ta tựa hồ đã hiểu. Hắn giờ phút này chính thức đã hiểu rõ vì sao Duy Lão Đại lại bố cục to như vậy. Bởi vì thứ Duy Lão Đại truy cầu, lớn đến mức không thể tưởng tượng. Sự đắc ý khi đạt được một loại sức mạnh mới đã sớm biến mất không thấy đâu, thay vào đó trong đầu xuất hiện ý niệm mới, Duy Lão, Đại, ta đã hiểu, ta đây liền đi vơ vét các loại tri thức cho ngài. Chương 676, đây là thứ gì? 2. Về sau văn tự sẽ là thứ Á Sơn ta yêu thích nhất, sách vở chính là bảo tàng của ta, bảo tàng đang ẩn giấu ở trong tinh không, chờ ta đến đây.
Á Sơn như ngộ ra chân lý mới, hành động xử lý mấy đại tiên môn trở nên nhanh chóng, đối với quả bom linh lực cũng không có nhiều cảm giác. Phải nhanh chóng nắm chặt thời gian, xử lý xong mấy đại tiên môn kia, rồi trở về học viện tu tiên dạy dỗ đám đệ tử. Tranh thủ thời gian cho bọn họ tốt nghiệp, sau đó cống hiến sức lực của mình nghiên cứu khoa học kỹ thuật linh lực, cung cấp ý tưởng cho Duy Lão Đại. Vì vậy, chỉ trong 2 ngày, Tô Hạo cùng Á Sơn đến đại bản doanh của hơn 13 tiên môn, tất cả đều bị hủy diệt, thậm chí không có một con cá lọt lưới. Mà những tu sĩ phân tán đóng giữ nơi nhà xưởng, ngoài trừ biết được tin tức từ phía Nguyên Túc Tam Hợp Phong ra, còn lại không biết gì. Thời gian mới được 2 ngày, đối với thế giới lạc hậu này, tin tức còn chưa lan truyền, vì vậy xuất hiện một màn quỷ dị. Hai gã hợp thể của Nguyên Túc Tam Hợp Phong nhận được tin tức Tam Hợp Phong bị đánh rồi. Lại nghĩ tới cảnh tượng tu sĩ ở trong Mạc Lĩnh Thành bị tàn sát, để đảm bảo an toàn cho bản thân, liền tụ tập hơn 10 tu sĩ hợp thể cùng nhau bay về Tam Hợp Phong điều tra. Một đoàn người chuẩn bị đầy đủ, tới Tam Hợp Phong nhìn qua, ngọa tào, tiên môn êm đẹp đâu rồi? Sao chỉ còn lại một cái hố to thôi hả? Hai gã trưởng lão Nguyên Túc Tam Hợp Phong còn tưởng mình đi nhầm đường, vì vậy lại dạo một vòng lớn. Trở lại vị trí vào tiên môn, rốt cuộc có thể xác định cái hố to phía trước, chính là Tam Hợp Phong không sai. Vậy vấn đề liền xuất hiện, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Đệ tử cùng sư huynh trong Tam Hợp Phong đâu rồi? Sau đó bọn hắn đi vào rìa biên giới vụ nổ, tìm được rất nhiều thi thể, đều thân đầu một chỗ khác biệt, là trưởng lão Nguyên Anh cùng trưởng lão hợp thể trong tiên môn. Thẳng đến lúc này, các tu sĩ hợp thể khác mới phản ứng lại, Nguyên Túc Tam Hợp Phong bị tập kích rồi. Không đúng, phải nói, Nguyên Túc Tam Hợp Phong bị hủy diệt. Đệ tử trong môn không có ai may mắn sống sót, trưởng lão cảnh giới hợp thể cũng chết ngay tại chỗ. Trong lúc nhất thời chúng tu sĩ toàn thân phát lạnh, hai mắt nhìn nhau, một cỗ cảm giác không ổn chạy lên đầu. Sắc mặt của hai trưởng lão hợp thể của Nguyên Túc Tam Hợp Phong trở nên xanh mét, đối với bọn họ mà nói, đại bản doanh nhà mình bị phá hủy, chính là sỉ nhục cực lớn. Lúc này một trưởng lão của Lục Hành Hóa Kim Môn chạy tới an ủi nói, hai vị đạo hữu nén bi thương, chỉ cần chúng ta còn tồn tại, hết thảy đều không quan trọng. Nơi đóng quân tiên môn có thể tìm chỗ khác, đệ tử có thể tuyển lại, trăm năm sau lại trở nên thịnh vượng, đây là vật ngoài thân, không nên quá để trong lòng. Đúng lúc này, một tu sĩ kim đan của Lục Hành Hóa Kim Môn chạy đến bẩm báo, Hồ Sơn trưởng lão, Hồ Hải trưởng lão, đại sự không ổn, Lục Hành Hóa Kim Môn của chúng ta cũng bị tập kích rồi. Trong lòng hai vị trưởng lão lập tức run lên, tâm thần bất định hỏi, là tập kích kiểu nào? Trên nét mặt tu sĩ kim đan đều là sự hoảng loạn, quay đầu chỉ vào cái hố to ở Nguyên Túc Tam Hợp Phong, giống với loại này. Hai vị trưởng lão Hóa Kim Môn chỉ cảm thấy trời đất xoay tròn, vội vàng hỏi, có người nào còn sống không? Tu sĩ kim đan kia nói, đệ tử cùng trưởng lão trong môn không thấy bóng dáng. Lúc ta quay về núi, cũng không xem xét, liền chạy vội đến đây tìm ngài. Đúng lúc này, hơn 10 tu sĩ hợp thể lập tức cảm thấy không ổn, hận không thể lập tức bay về tiên môn nhà mình điều tra tình huống. Nhưng bọn hắn cũng không xúc động làm việc, nhìn thi thể hợp thể cách đó không xa không ngừng nhắc bọn hắn phải tỉnh táo, nếu không người nằm xuống nhất định sẽ là mình. Rồi lại nói, cũng không xác định tiên môn nhà mình có mạnh khỏe không, dù cho bị hủy thì còn làm được gì. Thời điểm lúc này quay về, cũng chẳng có nhiều tác dụng, không bằng nên nghĩ cách bảo toàn bản thân. Lúc này có người mở miệng nói, các vị đạo hữu, chuyện này tất nhiên là thủ bút của đạo tặc Thủy Tinh, chúng ta không được lỗ mãng làm việc. Nếu ta chia ra, tất nhiên sẽ bị diệt từng bộ phận, 10 năm trước đã có rất nhiều đạo hữu mất tích vô cớ, chính là như vậy. Việc này đến cùng cần bàn bạc kỹ hơn, không bằng chúng ta trước nên rời khỏi đây, tìm một chỗ khác rồi thảo luận. Ý mọi người thế nào? Đạo hữu Kim Khách nói rất có lý, nên tìm một nơi vắng, lặng chờ tin tức. Ngay tại thời điểm 10 tu sĩ hợp thể này tính rời đi, chính giữa bọn hắn, ánh sáng vặn vẹo, một quả bóng tròn màu trắng đột nhiên xuất hiện, đường kích khoảng 10 thước, vô cùng tròn, thoạt nhìn như mặt trời. Trong nháy mắt quả bóng này xuất hiện, lập tức thu hút không ý sự chú ý của mọi người, bọn họ đều ngay ngắn nhìn về hướng quả cầu. Cảm giác không ổn xuất hiện, có người mở miệng nói, đây là thứ gì? Các bạn đang nghe chuyện nhật ký thành thần của ta của tác giả Đại Lực Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 677, Phong tỏa chuyển sinh, 1.
là thứ gì đối với bọn hắn mà nói đã không còn quan trọng, bởi vì một giây sau, tất cả bọn họ đều bị một luồng ánh sáng trắng thôn phệ. Những tu sĩ hợp thể này đứng quá gần quả bom, trong lúc quả bom nổ tung liền bị ảnh hưởng nhiều nhất, vòng phòng ngự trên thân trong nháy mắt bị phá vỡ. Thân thể cũng theo đó mà phân rã, trở về tự nhiên. Nguyên túc tam hợp phong lần nữa bị công kích, lại thêm một cái hố sâu, hình thành hai cái hố cân xứng, khiến người qua đường khó lòng mà nén lại nhìn thêm lần nữa. Chỉ khô cho núi sông cùng các động vật, thực vật xung quanh, cũng bởi vì sinh ra ở bên trong nguyên túc tam hợp phong liền không may bị tai bay và gió. Dẹp loạn xong hết thảy, hai thân ảnh cự nhân xuất hiện trên không trung, nhìn quanh khắp nơi. Duy lão đại, xem ra đã giải quyết xong. Tô Hạo nói, còn những người khác. Á Sơn trả lời, chuyện còn lại, vấn đề không lớn, liền giao cho ta xử lý. Hiện tại linh lực của ta đã có chút thiếu hụt, cần phải bổ sung lại một phen, tối đa nhiều nhất 10 ngày có thể xử lý xong, cho thương hội tinh không vận hành như bình thường. Tô Hạo cười nói, được, có việc gọi cho ta. Nói xong đang tính rời đi, Zada liền phát hiện có một tu sĩ lấy tốc độ cực nhanh bay tới hướng này, làm cho hắn không khỏi dừng lại, kinh ngạc nói, tiên chủ. Á Sơn chưa từng gặp qua tiên chủ, không khỏi hỏi, tiên chủ gì cơ? Tô Hạo nói, là một người quen mấy năm trước đây, nếu thuận lợi, về sau có thể giúp ngươi làm nghiên cứu. Đến rồi. Hai đạo độn quang bay tới, dừng lại phía xa, hiện ra gương mặt gầy gò. Nam tư này có hai mắt lõm, đi cùng với một nữ tử xinh đẹp, đúng là tiên chủ cùng Lâm Mị. Tiên chủ nhìn thấy hai thân ảnh mặc áo giáp, cũng kinh ngạc nói, đạo hữu Cổ Duy. Bất quá nhìn thấy ở đây có hai gã áo giáp thủy tinh, cũng làm cho hắn có chút do dự, dừng lại nguyên tại chỗ, không dám mạo muội tiến lên. Tô Hạo liền nói, đi thôi, chúng ta cùng qua xem. Hắn Á Sơn bay tới, dừng cách tiên chủ không xa, hỏi, đạo hữu tiên chủ, nhiều năm không gặp, sao ngươi lại xuất hiện ở chỗ này? Tiên chủ hướng Tô Hạo chào hỏi một tiếng, nhìn về phía Á Sơn nói, vị này là... Tô Hạo nói, vị này là đệ đệ của ta, Cổ Á Sơn. Đệ đệ. Tiên chủ nhìn một thân áo giáp thủy tinh sáng bóng, liền tin rồi. Tiên chủ cũng không thèm để ý đến những thứ khác, mà chỉ vào hai cái hố to ở nguyên túc tam hợp phong, hỏi, mới vừa nghe ở đây có tiếng nổ mạnh, Cổ Duy đạo hữu biết chuyện gì xảy ra không? Tô Hạo thuận miệng nói, ngươi nói cái hố kia là do ta tạo ra đấy, cái hố còn lại của Á Sơn. Không có chuyện gì lớn cả, đạo hữu tiên chủ không nên nghĩ nhiều. Tiên chủ đối với không có gì lớn đã có thêm lý giải mới, vấn đề tiếp theo liền không hỏi được nữa rồi. Hắn nhìn thật kỹ vào hai cái hố kia, lần nữa xác nhận đây không phải là thứ mà tu sĩ luân hồi cảnh như hắn có thể làm được. Thầm nói một câu, không hồ là Cổ Duy đạo hữu, vượt ngoài dự liệu của ta. Ngược lại Lâm Mị đứng ở bên, lúc này đã trợn tròn mắt, miệng há to không khép lại được. Tâm tư tiên chủ rất nhanh bình phục, khẽ cười nói, nguyên túc tam hợp phong hoành hành tu tiên giới không biết bao nhiêu năm, hôm nay đã đi đến điểm cuối cùng. Tô Hạo nói, còn kém xa lắm, cũng chỉ phá hủy sơn môn, giết vài trưởng lão mà thôi. Chỉ cần có tâm, lấy đệ tử cũ, ra một chỗ khác liền nhanh chóng gây dựng lại. Tiên chủ nói, cho dù gây dựng lại, cũng không dám tự xưng là nguyên túc tam hợp phong nữa rồi. Đến tận đây, không còn nguyên túc tam hợp phong. Khóe miệng Tô Hạo nhếch lên. Như thế, nếu không dám xưng là nguyên túc tam hợp phong, thì cũng không còn gì để nói nữa, bản chất đã thay đổi. Mà nói, thật không ngờ đạo hữu tiên chủ cũng xuất hiện ở đây. Tiên chủ nói, mấy năm nay đi thăm thú khắp nơi, nghe nói Mạc Lĩnh Thành của Hoa Dương Bối Châu có nhiều điều kỳ lạ, đặc biệt đến xem xét. À, sau khi xem xong có cảm tưởng gì? Tiên chủ suy nghĩ một chút, tổng kết ra, xuất thần nhập hóa, thời đại phát triển nhất, thịnh thế nhân gian sắp bắt đầu. Xuất thần nhập hóa chỉ đám thợ thủ công, thời đại phát triển chỉ sức sản xuất. Tô Hạo đồng ý, nhưng lại chỉnh một chút, quả thật là như vậy, bất quá đạo hữu đã sai một vế. Mời Cổ Duy đạo hữu chỉ ra chỗ sai. Tô Hạo nói, đây không phải thịnh thế nhân gian bắt đầu, đây là thịnh thế nhân tộc, phàm nhân cùng tu sĩ, đều là một thể. Tiên chủ suy nghĩ một chút, gật đầu nói, Cổ Duy đạo hữu có thể nhìn thấy bản chất ẩn giấu, quả thật là tuyệt thế đại tài thiên hạ, tại hạ bội phục. Ta sống oan uổng hơn 2000 năm, nhưng ngay chút điểm này cũng không nhìn thấu. Hôm nay nhìn thấy Mạc Lĩnh Thành, lại được Cổ Duy nhắc nhở, liền hiểu ra. Đáng tiếc, quá muộn rồi. Tô Hạo cười nói, cũng không muộn,
100 năm vừa đủ. Ngươi đoán xem Mạc Lĩnh Thành tốn bao nhiêu năm, chỉ là 5 năm mà thôi. Tiên chủ cười ha ha, Cổ Duy đạo hữu vẫn còn muốn mời tại hạ tới làm việc. Tô Hạo nói, đương nhiên. Chương 678, Phong tỏa chuyển sinh, 2. Tiên chủ liền nói, đã như vậy, Thịnh Tinh không thể từ chối, lần này ta sẽ theo đạo hữu Cổ Duy quay về. Mệnh còn lại của ta, liền bán cho đạo hữu. Chỉ hy vọng, khoảng thời gian còn lại có thể thấy được một tình cảnh mới. Tô Hạo không dám cam đoan, chỉ nói, thử một lần, sẽ không nuối tiếc. Không phải sao. Nhưng mà hắn lại chỉ vào Á Sơn nói, tiên chủ đạo hữu, trước khi chính thức làm việc, còn cần ngươi theo đệ đệ của ta học tập một đoạn thời gian, trước nắm giữ lý luận về tu tiên. Cũng mặc kệ tiên chủ có đồng ý hay không, trực tiếp nhìn Á Sơn nói, tiếp theo ngươi mang đạo hữu tiên chủ về học viện, an bài chương trình học cho hắn, kiểu dự thính giống với Tam Thúc. Tiên chủ cùng Lâm Mị mang theo nét kinh ngạc nhìn về phía Á Sơn, nói, học viện. Bất quá hắn đối với an bài của Tô Hạo cũng không có dị nghị gì, chỉ là nói, cả đời Lâm Mị theo ta trái phải, chẳng biết có được đi theo không. Á Sơn lúc này mới lên tiếng nói, đương nhiên là được, còn có thể cho ngươi 10 danh ngạch, có thể đề cử bằng hữu cùng hảo hữu tới học tập. Tiên chủ bật cười, không cần, ta cũng không còn thân hảo hữu nữa rồi. Sau một phen nói chuyện, sự tình rất nhanh được an bài xuống, tiên chủ đi theo Á Sơn quay về học viện học tập, nhìn quá trình học, sau đó tốt nghiệp liền an bài công tác. Có lẽ tiên chủ chính là nhân tài Tô Hạo muốn, có lẽ không phải, ai biết được. Cần tốn thời gian đi kiểm chứng. Về phần vấn đề uy hiếp của tu sĩ luân hồi cảnh, hắn tin tưởng Á Sơn có thể đánh cho tiên chủ chịu phục, không cần phức tạp, chỉ cần bày ra mê thần trận, chiếu một cái, tiên chủ liền bó tay chịu trói rồi. Tô Hạo lần nữa quay về phòng thí nghiệm, lần nữa đi nghiên cứu ý thức. Trong mấy năm gần đây Tô Hạo đều dùng thời gian đi nghiên cứu ý thức cùng linh lực, ngẫu nhiên lại thuận tay giải quyết một vài vấn đề của Á Sơn. 5 năm chăm chú nghiên cứu, làm cho hắn hiểu được, ý thức so với tưởng tượng trong đầu còn phức tạp hơn nhiều. Muốn tìm được phương pháp bảo tồn ý thức vĩnh cửu, rất khó khăn. Nhưng trong mấy năm này, lợi dụng quả cầu không gian tiến hành mấy trăm thí nghiệm, cũng làm Tô Hạo thu hoạch được rất nhiều. Trong đó thu hoạch lớn nhất của Tô Hạo là điều kiện để cho ý thức tương xứng. Chỉ cái này khiến cho Tô Hạo chơi được rất nhiều trò bịp bợm. Nếu đem ý thức của một người coi là linh hồn, như vậy hắn chính là vu sư có thể đùa giỡn linh hồn người chết. Thu hoạch cũng có. Thứ nhất, phục sinh người chết. Hắn có thể lấy ý thức lưu trữ trên quả cầu không gian, đặt vào trên thân một người khác để sống lại. Bất quá điều kiện khá hà khắc, ý thức nhân loại chỉ có thể sống lại trên thân thể nhân loại. Kết cấu thân thể là thứ quan trọng nhất, đại não là điểm mấu chốt. Đại não của phái nam cùng đại não của phái nữ có chỗ khác biệt, ví dụ như chất xám cùng chất trắng có chênh lệch quá lớn. Để muốn đem một ý thức người nam nhét vào thân thể người nữ, có thể thành công, nhưng tỷ lệ không cao, cưỡng ép thì chỉ khiến tư duy trở nên hỗn loạn. Ngoài trừ đại não giống nhau ra, còn cần ý thức của chủ cơ thể yếu kém, nếu ý thức của chủ thể quá mạnh mẽ, rất khó kết hợp, tốt nhất là loại hài tử chưa nhận thức được nhiều. Thứ hai, phong tỏa chuyển sinh. Ý thức được lưu trữ trong quả cầu không gian, Tô Hạo đã tìm được phương pháp hoàn toàn khống chế, bao gồm cả ý thức của mình. Nói cách khác, thời điểm Tô Hạo tử vong, ý thức bị đưa vào quả cầu không gian, bay vào vũ trụ, sẽ di chuyển đến một nơi không biết. Thẳng đến khi đem ý thức của hắn đưa vào một vật chứa phù hợp, thời điểm này, Tô Hạo có thể lựa chọn thiết lập, chính là phục sinh hay tiếp tục phiêu đãng trong vũ trụ. Chuyện này có nghĩa thế nào? Có nghĩa là, Tô Hạo có thể khống chế ý thức của mình ở trong quả cầu không gian, khi nào chuyển sinh, khi nào thì không. Lấy ý thức của Á Sơn làm ví dụ, nếu Tô Hạo phong tỏa ý thức của Á Sơn, thời điểm Tô Hạo cùng Á Sơn chết đi, đi tới thế giới khác. Tô Hạo cùng Á Sơn đụng vào một cơ thể phù hợp, nhưng Tô Hạo có thể phục sinh, còn Á Sơn vẫn ở trạng thái ngủ say. Tiếp tục ở trong quả cầu không gian, thẳng đến khi Tô Hạo tự mình động thủ, tìm cho Á Sơn thể xác phù hợp mới thôi. Nguyên lý phong tỏa chuyển sinh cũng không phức tạp, chỉ cần ở trong tù giam ý thức làm vài cầu lệnh điều kiện là được. Mặc dù ý thức tìm được vật chứa phù hợp, nhưng không phù hợp với điều kiện của Tô Hạo thiết lập, vậy ý thức liền không cách nào sống lại. Thứ ba, giải mã ý thức. Sau khi ý thức bị lưu trữ, có thể giải mã ý thức thành các loại văn bản hay chữ viết, cũng chính là chất lọc trí nhớ bên trong ý thức.
Nhưng mà tiến độ trước mắt vô cùng chậm chạp, chỉ mới ở giai đoạn khởi động, hắn cũng chỉ trong lúc vô tình phát hiện ra quy luật này, thiết lập phương pháp phá giải. Trước mắt chưa thể sử dụng, bất quá đã có khởi đầu, vấn đề hoàn thiện chỉ là về thời gian. Đương nhiên, điều này cũng khiến hắn có thêm kiến thức về ý thức. Tô Hạo lẩm bẩm nói, thế giới tiếp theo, trước lấy Á Sơn ra thí nghiệm, thử phong tỏa chuyển sinh thử xem. Các bạn đang nghe chuyện nhật ký thành thần của ta của tác giả Đại Lực Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 679, 10 năm sau, 1. Chỉ trong một buổi, 10 đỉnh cấp tiên môn bị phá hủy. Tin tức này lấy tốc độ cực nhanh truyền bá đến toàn bộ tu tiên giới, hầu như tu sĩ kim đan cảnh trở lên không có người không biết. Dù cho là tu sĩ trốn ở trong núi sâu tiềm tu cũng bị trưởng bối trong môn gọi về, cùng chung thương nghị sách lược ứng đối. Rất nhiều người đều tỏ ra không tin, còn lặng lẽ tới tổng bộ các đại tiên môn kia quan sát. Sau khi xem xong, miệng há thật to, nói không nên lời, rồi sau đó dứt khoát trầm mặc không nói. Cuối cùng là loại sức mạnh nào mới có thể tạo thành cảnh quan như vậy? Trọng điểm là, 10 đỉnh cấp tiên môn đều không có ngoại lệ, tất cả đều được đãi ngộ đồng dạng, biến thành một cái hồ chứa nước cực lớn. Mà hôm nay đã trôi qua được một tháng, những tu sĩ của các tiên môn này cũng không thấy động tĩnh gì, làm cho người ta hoài nghi có phải bị tận diệt rồi hay không. Sau sự kiện này, tu tiên giới một mảnh xôn xao, người người cảm thấy bất an, tất cả đều đang cân nhắc, nếu tạo ngộ công kích như vậy, có thể chống đỡ được không? Đến cả đỉnh cấp tiên môn Nguyên Túc Tam Hợp Phong cùng Lục Hành Hóa Kim môn cũng không gánh được, không có tiên môn nào cho rằng mình đặc thù, cho thể đỡ được. Cho đến ngày nay, tuyệt đại đa số tu tiên giả không dám ở tại tiên môn nhà mình tìm tu, sợ ngày nào đó tiên môn nhà mình lại biến thành một cái hố to, mà mình thì không biết vì sao lại chết. Cũng có người đi điều tra qua chân tướng, phát hiện mười mấy tiên môn bị hủy diệt này có chung một đặc điểm, chính là liên hợp lại, chiếm đoạt nhà xưởng của Thương hội Tinh Không ở Hoa Dương Bối Châu. Không sai, chính là nhà xưởng, tuy rằng bọn họ không biết từ nhà xưởng này có ý nghĩa gì, nhưng chính là như vậy. Đáp án liền rõ ràng, phát hiện này làm cho những tu sĩ này cảm thấy lạnh sóng lưng. Thương hội Tinh Không đến cùng là thần thánh ở nơi nào, thậm chí có thế lực như vậy, một buổi hủy diệt hơn 10 tiên môn, mấu chốt là bọn họ còn chưa từng nghe nói qua cái tên này. Tìm hiểu xong liền, sợ hãi. Sau đó có tu sĩ lặng lẽ tiến vào Mạc Lĩnh Thành tìm hiểu tin tức, về sau còn tự mình kiểm tra toàn diện. Sau khi đi tới Mạc Lĩnh Thành, nhưng tu tiên giả này phát hiện mình có chút lạc hậu, trong đầu đều nghi hoặc. Làm sao đến cả phàm nhân cũng dùng pháp khí rồi? Phải biết rằng, trong giới tu tiên giả vẫn còn vì pháp khí mà đau đầu đấy. Không nghĩ tới sau khi đi vào Mạc Lĩnh Thành mới phát hiện, khá lắm, phàm nhân cũng sử dụng pháp khí rồi. Lại đến nhà xưởng điều tra, khá lắm, pháp khí được luyện tính theo cân rồi. Đi tới thủy lợi hóa linh trạm xong, khá lắm, đến cả linh lực thạch cũng tạo ra được. Những người này đột nhiên hiểu vì sao 10 tiên môn liên hợp lại hạ thủ chỗ này. Bọn hắn nhìn qua liền vô cùng động tâm, nội tâm bắt đầu xuất hiện suy nghĩ cướp đoạt cướp, cướp. Nhưng mà một cái bẫy lớn bày trước mặt bọn hắn, đem suy nghĩ nóng bỏng trong lòng dẹp xuống, giống như một chậu nước lạnh đổ từ trên xuống. Trong nội tâm nảy sinh mâu thuẫn, tuy muốn cướp, nhưng lại sợ chết. Nếu cướp mà nói, vậy chính là tử vong, tiên môn nhà mình sớm muộn cũng sẽ biến thành một cái hố tròn, không cách nào ngăn cản, cũng không dám ngăn cản. Nhưng không cướp mà nói, thì tam quan tu tiên liền bất ổn. Như vậy liền có một vấn đề cần giải đáp bây giờ. Nên làm gì đây? Một đám hồ ly rất nhanh lâm vào phân thân, không biết nên làm sao. Bản thân thì không sợ, cứ cướp cái rồi chạy là được, nhưng mà nếu cướp, tiên môn ở nhà khó mày yên ổn. Cứ như vậy, thời gian thoáng cái trôi qua, 10 năm sau. Mạc Lĩnh Thành, thành thị lớn nhất trong Hoa Dương Bối Châu, trong tổng bộ Thương hội Tinh Không, văn phòng cao nhất. Xoạt xoạt xoạt, một nam tử trung niên có râu mép đang lật xem tài liệu, cũng không ngẩng đầu lên, nói, mời vào. Một nữ tử cao gầy mang theo vẻ tài trí đi vào, một thân trang phục công sở khiến vẻ ngoài càng thêm mỹ lệ, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhưng có thể thấy trong ánh mắt ẩn chứa chút khẩn trương. Phùng hội trưởng, ngài gọi tôi. Dung mạo Phùng Hạng Long cũng không thay đổi như năm đó, ý bảo nói, Tiểu Lan, ngồi đi. Tiểu Lan theo lời ngồi xuống. Phùng Hạng Long lấy ra một phần tư liệu đưa tới trước mặt Tiểu Lan nói,
Đây chính là kế hoạch mở rộng sản phẩm linh năng ở Vọng Hồi Hải Châu. Là do ngươi phụ trách phải không? Cho ta biết lý do, vì sao kế hoạch chậm chạp không có tiến triển. Chương 680, 10 năm sau, 2. Tiểu Lan hít sâu một hơi, bình phục tâm tình, chậm rãi nói, Phùng Tổng Hội trưởng, bên phía Vọng Hồi Hải Châu ngay từ đầu còn rất hợp tác. Các hạng mục công tác tiến triển vô cùng thuận lợi, đỉnh cấp tiên môn âm dương ánh tâm đàm còn cùng chúng ta ký hiệp nghị hợp tác, nhưng thời điểm chúng ta sắp thành công. Bên trong âm dương ánh tâm đàm không biết xảy ra chuyện gì, đột nhiên hủy bỏ hiệp nghị, đem công trình giai đoạn phía trước của chúng ta phá hủy. Nhân viên chúng ta còn bởi vậy mà tổn thất mất 200 người, trước mắt vẫn còn đang tích cực cùng đối phương trao đổi. Phùng Hạng Long nhăn mày lại, trực tiếp ngắt lời, còn trao đổi cái gì? Trực tiếp báo cho đội tiên phong bạo phá quá xử lý âm dương ánh tâm đàm cho nhanh. Tiểu Lan do dự nói, thế nhưng không chỉ có âm dương ánh tâm đàm, toàn bộ tiên môn lớn nhỏ ở Vọng Hồi Hải Châu, tất cả đều đối nghịch với chúng ta. Đến cả dân chúng cũng hướng chúng ta căm thù, nếu không được địa phương tiên môn ủng hộ, kế hoạch khó mà phổ biến. Căn cứ vào phân tích của ta, đối phương muốn nâng cao bảng giá. Phùng Hạng Long ngắt lời, ngươi tốt nghiệp khóa mấy? Tiểu Lan không biết vì sao hội trưởng lại hỏi câu này, thành thật trả lời nói, khóa 2. Phùng Hạng Long nói, ta cũng khóa 2. Ta nhớ Nguyệt Ánh Phó Viện trưởng từng nói trong nhận thức xã hội cùng lịch sử cùng thay đổi tu tiên, đối mặt với tình huống kiểu này, nên xử lý thế nào? Trí nhớ của Tiểu Lan rất tốt, gật đầu nói ra, nói là, bánh xe của lịch sử chỉ chạy về phía trước, bất luận thứ gì dám nhảy ra ngăn cản, đều chỉ có một kết cục, chính là bị nghiền nát. Chúng ta không sợ phá hủy, chỉ có phá hủy mới xây dựng, dựng lại một trật tự mới, nhiều năm sau đó, mọi người sống dưới trật tự mới càng thêm hạnh phúc. Ở thời đại này, lòng thương cảm biết thành gánh nặng. Phùng Hạng Long nói, đúng là đệ tử ưu tú, đã nhiều năm như vậy vẫn còn nhớ rõ như in. Tiểu Lan, ta chỉ nhắc nhở ngươi thêm lần cuối, thu hồi lòng thương hại của ngươi lại. TA có thể nói cho ngươi biết, 200 người kia của chúng ta cũng bởi vì ngươi mà chết đấy. Tốt rồi, ngươi có thể đi, cho ngươi 3 tháng, nếu như không làm được, ta liền thay người khác. Ngươi quay về học viện dạy học đi. Tiểu Lan thiếu chút nữa khóc lên, mang theo vẻ mặt ủ rũ chạy khỏi văn phòng. Một lát sau, một thư ký lãnh diễm đi tới, đem một phần tài liệu đưa cho Phùng Hạng Long nói, Tổng hội trưởng. Bên phía đội nghiên cứu khoa học tinh không cự tuyệt phương án kế hoạch của chúng ta, muốn chúng ta thực hiện phương án sửa đường và xây cột tín hiệu. Nghe nói là bản kế hoạch do Nguyệt Ảnh an bài, mục đích là mau chóng đẩy mạnh toàn diện tin tức hóa, đem toàn bộ phiến đại lục này liên thông với nhau, thực hiện trao đổi tin tức. Phùng Hạng Long cảm thấy đau đầu, đưa tay vuốt vuốt huyệt thái dương, bất đắc dĩ nói, đây là suy nghĩ hão huyền, làm sao có thể dễ làm như vậy. Cũng không biết Nguyệt Ảnh nghĩ thế nào. Thư ký mặt không thay đổi, nói, cũng không phải là suy nghĩ hão huyền, căn cứ tin tức mới nhận được. Viện nghiên cứu tinh không đã nghiên cứu ra máy tính linh năng sử dụng cho cá nhân, dự tính buổi chiều nay sẽ thông qua truyền tống tinh không để đưa đến đây. Phùng Hạng Long đột nhiên trừng to mắt, khó tin nói, nhanh vậy sao? Thư ký nói, nghe nói Vạn Tiên Chi Tổ tự mình tham dự vào nghiên cứu hạng mục này, khiến cho tiến độ được đẩy nhanh hơn rất nhiều. Khóe miệng Phùng Hạng Long co lại, quả nhiên do tiểu tử Phùng Đường này ngây cản. Chờ, những năm nay hắn ngồi vị trí này không dễ dàng à. Rất nhiều sự tình đã sớm được an bài ra đâu vào đấy. Bỗng nhiên tiểu tử Phùng Đường đột nhiên xuất hiện, bắt làm này trước, kia sau. Phùng Đường hắn căn bản không biết thế nào là quy luật phát triển của xã hội rồi. Gặp phải ý kiến phản đối, liền cầm đao lên chặt người, cũng không cho người ta đem nguyên lời nói xong, quả thật là bạo quân chính hiệu. Những năm nay, tác phong Phùng Hạng Long cũng theo đó mà bị lệch đi, có xu hướng trở nên tàn bạo. Vốn hắn có thể không nghe theo giấy, thích làm thế nào thì làm thế đấy. Nhưng không biết vì sao Nguyệt Ảnh khống chế toàn bộ học viện tinh không lại nghe Phùng Đường nói gì làm nấy. Gần như đạt tới tình trạng tử chung, hắn thậm chí hoài nghi nếu như Phùng Đường nói Nguyệt Ảnh lấy đao chọc mình mấy phát, hẳn Nguyệt Ảnh cũng sẽ không nhăn mày làm theo. Phía trên có cháu trai bốc đồng như vậy, phía dưới có phó hiệu trưởng như thế, Phùng Hạng Long khó mà thoát khỏi. Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Chỉ có thể phụng bồi cháu trai chơi đùa. Hơn nữa, hôm nay ta cũng đã là kim đan, sống hơn được 300 năm. Hắc hắc, ha ha ha, vô luận làm thành bộ dáng gì, cũng không sao cả.
Giống như Phùng Đường đã nói, cùng lắm thì đập đi xây lại, dù sao thời gian còn nhiều. Thời điểm Phùng Hạng Long đang trầm tư suy nghĩ, thư ký bên cạnh liền nhắc nhở nói, Tổng hội trưởng, hiện tại học viên muốn tốt nghiệp, ít nhất cũng phải đạt cảnh giới kim đan mới được, ngươi chỉ là người bình thường thôi. Phùng Hạng Long quay đầu nhìn dung nhan của thư ký, đột nhiên cười nói, ta và ngươi, trước đây không phải người bình thường sao? Nhưng 10 năm trước quỹ tích vận mệnh thay đổi, trước kia ta đối với tu tiên không có hy vọng, bây giờ thì đối với tương lai tràn đầy kỳ vọng. Thư ký nghe vậy, nhìn xem gương mặt anh tuấn dị thường của Phùng Hạng Long, mị lực tỏa ra phía trên, càng thêm nồng đậm, trong lúc nhất thời tâm loạn như ma, suy nghĩ thay đổi chóng mặt. Sau đó khẽ rũ mắt xuống, mặt lạnh hơi phiếm hồng, nét lãnh diễm cũng không thể duy trì được nữa. Thử hỏi nữ tử nào, có thể ở trước mị lực của đại thúc thành thục, bảo trì bản tâm thiếu nữ. Các bạn vừa nghe xong tập 68 của bộ truyện Nhật ký Thành thần của ta của tác giả Đại Lực Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.